Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục cảnh giác thuốc trên website mạng y tế vn dung dịch lidocaine 2. Phần trăm có thể gây tử vong cho trẻ không dùng dung dịch lidocaine 2 để điều trị đau. Miệng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị đau răng vì có thể gây ra tác hại nghiêm trọng kể cả tử vong. Đó là thông tin cảnh báo về an toàn dùng thuốc mà FDA vừa đưa ra. Không dùng dung dịch lidocaine 2% để điều trị đau miệng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị đau răng, vì có thể gây ra tác hại nghiêm trọng, kể cả tử vong. Đó là thông tin cảnh báo về an toàn dùng thuốc mà FDA vừa đưa ra. Năm 2014, FDA đã nghiên cứu 22 báo cáo về các trường hợp gặp phải phản ứng vụ nghiêm trọng, bao gồm các ca tử vong ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ từ 5 tháng tuổi đến 3. Năm tuổi được dùng dung dịch nhớt lidocaine 2% để chữa đau miệng, bao gồm mọc răng và viêm miệng, hoặc vô tình nuốt phải dung dịch này. Từ đó FDA yêu cầu nhà sản xuất cần xem xét lại các nội dung in trên nhãn để miêu tả các nguy cơ gặp, phải các phản ứng nghiêm trọng của thuốc và thêm vào các chỉ dẫn về liều dùng khi thuốc được kê đơn. Trước đó, FDA đã có cuộc đối thoại về các mối lo ngại về an toàn liên quan đến việc sử dụng các chế phẩm bôi khi mọc răng Benoken bán tại quầy. Năm 2011, họ cảnh báo rằng việc sử dụng các chất gel Benzocai để chữa đau miệng do mọc răng hoặc viêm miệng. Có thể gây ra một bệnh tuy hiếm gặp nhưng nghiêm trọng có tên gọi methemoglobinemia. Căn bệnh này khiến cho lượng oxy được máu mang đi sụt giảm nghiêm trọng, gây nguy hiểm đến tính mạng và có thể dẫn đến tử vong. Từ đó, FDA tiếp tục nhận được báo cáo về các ca tử vong do methemoglobinemia ở trẻ sơ sinh và trẻ em dùng các chất gieo và chất lỏng benzocai. FDA cho biết, các thuốc giảm đau tại chỗ và các loại thuốc được trà sát ở nước không phải là các thuốc cần thiết, hoặc thậm chí là có tác dụng, bởi chúng có thể trôi ra khỏi miệng đứa trẻ chỉ trong vòng vài phút. Khi trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dùng quá nhiều chất nhớt lidocai hoặc chúng vô tình nuốt quá nhiều, trẻ có thể lên cơn động kinh tổn thương não nặng nề và gặp các vấn đề tim mạch các trường hợp dùng thuốc quá liều do dùng sai liều hoặc vô tình nuốt phải thuốc đã dẫn đến kết quả trẻ phải nhập viện hoặc tử vong fda khuyến khích phụ huynh và người chăm sóc không sử dụng các thuốc bôi tại chỗ bán tại quầy otc để chữa đau do mọc răng ở trẻ bởi một số thuốc có thể gây hại kỳ sơn theo fda nội dung bài viết đến đây là kết thúc mời bạn hãy đăng ký kênh mạng y tế để theo dõi thêm những audio tiếp theo hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích chúc bạn luôn mạnh khỏe